Chiều ngày 25 tháng 8, tại sân bóng đá Tân Đức, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn bóng đá tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên tổ chức giải bóng đá 7 người tỉnh Thái Nguyên năm 2024, tranh cúp động lực lần thứ nhất. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phổ Yên, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, các sở ngành của tỉnh. Tham dự giải có 8 đội bóng đến từ các huyện, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học trên địa bàn tỉnh. Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng chọn 4 đội lọt vào vòng bán kết. Các trận đấu được áp dụng luật bóng đá 7 người mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Giải bóng đá 7 người tỉnh Thái Nguyên đánh dấu bước ngoặt về sự phát triển bóng đá phong trào. Đây cũng là cơ hội để các đội bóng đá được giao lưu, học hỏi, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết, hữu nghị, rèn luyện sức khỏe, góp phần phát triển phong trào bóng đá tỉnh Thái Nguyên nói riêng và phong trào luyện tập thể dục thể thao trong tỉnh nói chung. Kết thúc giải vào ngày 28 tháng 8 với trận chung kết, lễ tổng kết, trao thưởng.